Welcome back to my channel Cường Canh Cốc Official. Thì hôm nay mình có đến bãi sau của Phú Quốc và vô tình là mình bắt gặp một màu chú chó là chỉ có ba cái chân thôi. Mình thấy rất là tội nghiệp nên là sau đó mình quyết định là mình sẽ quay lại và hỏi người dân xung quanh xem vì sao chú chó ba chân nha các bạn. Các bạn nhớ xem hết video của mình nhé. Đây mới đầu mình đến khu vực mà bãi biển là Paradise. Sau đó là mình đang nằm phơi nắng thì mình thấy được cái chú chó ba chân này đi tới đi lui và nó tắm nắng, với lại nó xuống nó tắm biển luôn. Lúc đầu là mình không có chú ý tại mình nghĩ nó là bình thường thôi, nhưng mà sau đó nhìn kỹ lại thì nó chỉ có ba cái chân thôi, mà chắc chắn với bạn luôn là chân sau với chân phía sau không phải bị tật, mà nhìn kỹ là giống như là bị chặt cái chân á, chứ không phải là chú chó bị tật. Tại vì chó mà bị tật cái chân đó là cái chân nó bị teo lại rất là nhỏ, nhưng mà cái này là chân phía sau là còn nguyên dạng luôn, có nghĩa là cơ nó phát triển nhưng mà nó bị cục. Nên sau đó là mình quyết định mình quay lại, mình đi theo nó quay lại thì thật sự nó rất là dữ nha các bạn, rất là dữ luôn, không có tiếp cận lại gần được. Mình quay là mình ngồi từ khoảng cách là khoảng 2 mét, sau đó là hoặc là zoom lại mới thấy được rõ thôi. Nó nằm nó phơi nắng nè, mà tại vì nước biển nên là mình nghĩ là nó cũng đang bị ngứa ngáy khó chịu á, nên nó cứ gãy gãy hoài. Nhưng mà đây là chó Phú Quốc thì bơi rất là giỏi, nó không có giống như chó ở trong đất liền của mình nha. Tức là chó Phú Quốc có đặc tính là bơi giỏi, săn bắt cực kỳ tốt, rất là trung thành. Và đặc điểm nhận diện của chó Phú Quốc là cái lưng lúc nào cũng phải có cái xoáy kiếm, đuôi á là nó vót và ngực thì nở và eo thon và lông là sát nha. Mình đến Phú Quốc này thì mình có đi tham quan trại chó Phú Quốc, bảo tồn cho Phú Quốc của Thanh Nga. Mình sẽ up clip sau cho mấy bạn xem. Tức là nơi đó là chuyên gia nuôi, nhân giống và bảo tồn chó Phú Quốc. Đây, nó bị tật cái chân, nó bị cục cái chân nhưng mà nhìn rất là khỏe mạnh và rất là thần thái luôn, nghĩa là đúng chuẩn chó Phú Quốc luôn, mà nhìn rất là đẹp. Sau đó mình có hỏi xung quanh á, thì thật sự chó này là đang được nuôi bình thường nha các bạn, khu du lịch nuôi bình thường. Có nghĩa là lúc trước á, là không, người ta cũng nói là không biết vì sao mà nó bị cái chân như vậy. Thì sau đó là nó chạy tới đây kiểu như là bị hoảng loạn á. Sau đó chạy tới đây thì khu du lịch đây để người ta nuôi luôn và được mấy năm rồi. Nên là mình thấy tội nghiệp, nhưng mà bé là đã trải qua cái giai đoạn khủng hoảng rồi, nên hiện tại là sinh sống rất là bình thường. Đó, bà thấy nó nằm không? Bãi biển thì cực kỳ đẹp. Em thì em nằm em phơi nắng nè. Bạn coi, nằm phơi nắng. Ai đi đến đây thì cũng đều gặp chú chó này, tại vì nó nằm ở trong khu du lịch và mọi người đều rất là thương và cho ăn cũng rất là nhiều, nên là suy ra là bé, nhìn bé rất là khỏe mạnh, đẹp và không có còn mà bị mà giai đoạn là bạo hành nữa. Thật sự cái giai đoạn khủng hoảng á, nó rất là kinh khủng, bị chặt chân á. Nó, bạn thấy nó đi không? Cái này thật sự là nó đứng lên không phải nó đi liền đâu các bạn. Cái đó là nó đang gãy ngứa đó, nên nó đi nó cảm giác là nó hơi bị khựng khựng á. Nhưng mà nó đi rất là bình thường. Chút xíu mình quay clip cho mấy bạn đi, nó đi cho mấy bạn xem nè, mấy bạn coi nè. Nó nằm, nó xoay, nó vẽ một cái hình tròn, mình nhìn mình bất ngờ luôn, kiểu như người ngoài hành tinh ấy. Nè, bắt đầu nó nằm, cái nó đẩy 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 đẩy, cái nó tự nhiên nó xoay nó ra cái hình tròn, nó bò, nó lăn lê bò trường, cái ra cái hình tròn luôn, không hiểu được vì sao mà em ấy làm được như vậy luôn á. Đó, 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 coi kìa, đó đó, bạn thấy cái đuôi mà đuôi vót cần câu không, cực kỳ đẹp. Đây là đúng chuẩn chó Phú Quốc luôn. Đó, cái nó nằm, cái nó vẽ cái hình tròn, mình đứng mình quay. Quay xong tự nhiên nó vẽ được cái hình tròn luôn. Đó, mấy bạn thấy không? Trời, nhưng mà vẫn nhìn vẫn rất là tội nghiệp mấy bạn, có nghĩa là cái chân bị cục á. Trời, cái giai đoạn mà bị chặt cái chân đó thì không có biết nói gì luôn. Nhìn rất là dễ thương. Cũng may là em ấy được giúp rồi, nên là cuộc sống sau này là quãng thời gian còn lại thì nó bình thường thôi. Chứ đúng là lúc nhỏ mà bị như vậy thì rất là tội luôn. Thà là bị tật bẩm sinh nếu các bạn, còn giống như sinh ra đã vậy, còn cái này là đang khỏe mạnh bình thường, lành lặn bình thường, cái tự nhiên bị chặt cái chân.
Nói chung là nói mà mình cảm giác là mình xúc động, mình thấy mình khó kìm lòng được á. Nhưng mà bây giờ thì em ấy đã sống vui vẻ rồi nên là nó cũng vơi đi phần nào cái nỗi buồn. Nè mấy bạn thấy nó đi bình thường không? Đó. Cái này mới gọi là đi đi của nó nè, đi rất là bình thường. Nó quen rồi. Và bị cái chân sau nên mình cảm giác nó không có bị quá khập khiễng. Còn nếu mà cái chân trước á thì bị rất là khập khiễng, tức là bước đi á cái chân trụ nó không có vững. Còn cái này là bị chân sau nên là vẫn còn đi lại nhanh nhẹn bình thường, nó chạy được luôn. Mình thấy là nó giỡn với mấy bé kia là nó chạy được luôn nha. Này du khách đi ngang rất là nhiều và có người người ta cũng sẽ không thích mấy con chó, nhưng mà có người người ta rất là thích và có người người ta sẽ ở lại và người ta cho nó ăn luôn, nên là rất là vui vì điều đấy. Này mình đi từ xa rồi sau đó mình tiến lại, nhưng mà nó rất là dữ nên nó bắt đầu là mình zoom lên quay cho mấy bạn xem. Đi bình thường thì không có gì, nhưng mà mình lại dạng như nó biết là mình sẽ tiếp cận để mình quay phim hoặc là mình kêu nó gì đó là nó rất là khó chịu. Nhân dịp năm mới ấy thì mình chúc cho chú chó này luôn là khỏe mạnh nha. Tại vì được du lịch nuôi rồi nên là rất là vui.
đó là niềm vui nho nhỏ cuối năm mình bắt gặp, chứ không mình nếu mà bé mà sống lang thang thì không còn từ gì để nói nữa. Và mấy bạn xem video như thấy hay thì nhớ like, comment và subscribe kênh của mình nha. Kênh của mình là Cường Ken Cook Official. Thì chúc các bạn năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và ở nhà nếu mà có nuôi một bé chó nào thì nhớ là yêu thương, chăm sóc cho mấy bé thật là nhiều nhé. Xin chào tạm biệt các bạn, tất cả các bạn nhé.